xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh CCA Channel và mình là Lộc. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn đến cho các bạn một cái sự kiện rất là đặc biệt ở trên sàn get.io. Và theo thông tin của sàn này cho biết thì đây sẽ là một sự kiện chưa từng có tại Việt Nam, với những cái điều kiện tham gia cũng sẽ rất là đơn giản. Rồi thì đó là sự kiện VIP Glory. Thì đây sẽ là một sự kiện mà chúng ta có thể trải nghiệm cái cấp độ VIP ở trên sàn get. Và ở sự kiện này thì chúng ta có thể trải nghiệm cấp độ VIP của sàn get lên đến là 1 tháng. Và ở cái cấp độ VIP chúng ta có thể đạt tối đa sẽ là VIP 10 nha. Rồi thì theo thông tin của sàn get cho biết thì đây sẽ là một sự kiện chưa từng có tại Việt Nam. Và theo bản thân mình thì mình cũng chưa từng thấy một cái sự kiện nào nó tương tự như thế này. Ở những cấp độ VIP thì chúng ta cần sẽ phải nạp một số tiền nhất định nè. Hoặc là chúng ta cần phải giao dịch, cần phải trải nghiệm trên một cái sàn rất là nhiều để có thể là nâng được cái cấp độ VIP của mình. Còn với sự kiện này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cấp độ VIP trong vòng 1 tháng. Và với cái điều kiện nó cũng sẽ rất là đơn giản. Thì để cái điều kiện đơn giản như thế nào thì mình sẽ vào tìm hiểu nha. Rồi ok, thì đầu tiên chúng ta có thời gian diễn ra sự kiện. Đó là sẽ bắt đầu từ 22 tháng 8 cho đến là ngày 16 tháng 9 năm 2022. Và điều kiện đầu tiên thì chúng ta cần phải tiến hành deposit, cần phải tiến hành nạp tiền vào tài khoản của sàn get. Và ở đây thì chúng ta nạp càng nhiều thì cái cấp độ VIP chúng ta sẽ càng cao và cái quyền lợi chúng ta nhận được cũng sẽ càng cao đấy. Và các cấp độ VIP thì sẽ được chia làm 4 cấp độ khác nhau. Chúng ta sẽ có là từ VIP 2 nè, rồi VIP 5, VIP 7 và VIP 10. Ở trong trang sự kiện thì cũng sẽ có một cái bảng thống kê để cho chúng ta thấy là khi các bạn deposit vào cái số tiền tương ứng thì chúng ta sẽ nhận được các cái cấp độ VIP tương ứng. Ở đây sẽ có là khi các bạn deposit vào 1.000 đô nè thì sẽ nhận được là VIP 2, rồi 5.000 đô sẽ nhận được là VIP 5, 20.000 đô thì sẽ là VIP 7 và 100.000 đô thì các bạn sẽ nhận được là VIP 10. Và các cấp độ VIP càng cao thì chúng ta sẽ nhận được quyền lợi càng nhiều, như là quyền lợi về phí giao dịch nè, hay là quyền lợi về tham gia các cái sự kiện ở trên sàn get. Rồi thì để chúng ta có thể deposit tiền vào và nâng cấp các cấp độ VIP thì ở đây tất nhiên chúng ta sẽ cần phải có một tài khoản sàn get. Và điều kiện ở đây nó yêu cầu chúng ta là có một tài khoản sàn get và hoàn thành tối thiểu KYC 1. KYC 1 tức là KYC cơ bản là chúng ta cần phải cung cấp thông tin như là mail nè, rồi số điện thoại hay là chụp các cái giấy tờ cá nhân như là chứng minh nhân dân hay là căn cước công dân đấy. Rồi và nếu các bạn chưa có tài khoản sàn get thì đường link đăng ký mình cũng sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Và ở trên kênh CCA cũng đã có làm một cái video rất là chi tiết về việc KYC nè, rồi nạp rút ở trên cái sàn này. Nếu các bạn có thắc mắc nào ở trong cái phần này thì chúng ta có thể tìm lại video ở trên kênh CCA nha. Ok, thì sau khi chúng ta đã có tài khoản và KYC thành công rồi thì các bạn cần tiến hành deposit nè, với các cái mức tiền ở đây từ 1.000 đô cho đến là 100.000 đô nè, và tương ứng với các cấp độ VIP khác nhau. Thì các bạn deposit bao nhiêu thì nó sẽ ghi nhận là cái cấp độ VIP bấy nhiêu đấy. Và cái điều kiện thứ hai, điều kiện tiếp theo thì chúng ta sẽ cần phải là tham gia vào Telegram của sàn get Việt Nam. Và đây cũng chính là Telegram của sàn get Việt Nam với số lượng thành viên là hơn 15.000 người và cũng hoạt động rất là sôi nổi. Rồi sau khi chúng ta đã hoàn thành xong các điều kiện ở trên thì các bạn sẽ deposit vào, và ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta là deposit bằng USDT nha. Và các bạn deposit USDT càng nhiều thì các bạn sẽ nhận được cấp độ VIP càng cao như mình đã nói ở phần đầu của video. Rồi thì sau khi các bạn đã tiến hành deposit USDT xong thì tiếp theo chúng ta sẽ cần phải chụp màn hình cái giao dịch deposit này lại. Và nhớ là trong ảnh chụp màn hình này các bạn cần phải có thời gian giao dịch nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một phần khá quan trọng, đó là phần điền form sự kiện. Thì ở phần điền form này các bạn cần phải điền trước 12 giờ ngày thứ 6 gần nhất từ thời điểm deposit. Nếu các bạn không điền form này thì hệ thống nó sẽ không ghi nhận chúng ta tham gia sự kiện nha. Và tài khoản các bạn sẽ được cập nhật cái cấp độ VIP này vào ngày thứ 2 tuần kế tiếp. Rồi về phần điền form thì đầu tiên chúng ta cần phải điền email nè. Các bạn sẽ điền email các bạn vào đây. Sau đó là chúng ta sẽ điền UID của sàn get. Thì để lấy UID sàn get thì đầu tiên chúng ta vào trang chủ của sàn get nè. Sau đó là đăng nhập. Đăng nhập xong thì ở đây sẽ có một cái biểu tượng hình người, các bạn nhấp vào. Ở dưới username chúng ta sẽ có một dãy số, thì đó là cái UID của sàn get. Các bạn copy lại và dán vào đây. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ cần phải điền username của Telegram và đăng ký các cấp độ VIP. Các bạn đăng ký cấp độ VIP nào thì chúng ta sẽ tích vào phần đó. Với số tiền nạp, số tiền deposit các bạn đã nạp và bao nhiêu thì chúng ta cũng sẽ tích vào. Và các bạn nhớ là việc tích vào đăng ký cấp VIP và số tiền đã nạp thì nó phải tương ứng với nhau. Ví dụ như là ở VIP 2 thì chúng ta cần phải tích vào là 1.000 đô nè, rồi VIP 5 chúng ta cần phải tích vào 5.000 đô. Đấy, nếu chúng ta tích sai thì hệ thống nó sẽ không ghi nhận nha. Rồi và bước cuối cùng là các bạn cần phải tải lên hình ảnh phần chụp màn hình deposit.
Ở đây thì chúng ta phần chụp màn hình này chúng ta cần phải có là lịch sử nạp nè, lịch sử deposit nè, rồi thời gian và cái số tiền chúng ta đã deposit vào. Sau khi hoàn thành các bước thì các bạn nhấn vào nút gửi thì chúng ta đã hoàn thành xong cái phần điện form này. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ cần phải lưu ý một số điều nữa, đó là khi các bạn deposit thì chỉ cần deposit một lần duy nhất theo cái mức độ VIP mà các bạn mong muốn. Như là ở trên đây chúng ta sẽ có cái bảng nè. Ví dụ như các bạn muốn VIP 2 với việc là deposit 1.000 đô thì các bạn sẽ chỉ cần deposit một lần thôi và nó sẽ ghi nhận một lần duy nhất như vậy. Nếu mà các bạn muốn cái cấp độ VIP cao hơn thì chúng ta cũng sẽ deposit một lần, chứ chúng ta không có dồn cái số tiền này lại nha. Rồi và sau khi các bạn deposit vào thành công và hệ thống nó cũng đã ghi nhận cái cấp độ VIP của các bạn thì tiếp theo chúng ta sẽ cần phải duy trì cái cấp độ VIP này với việc là phải duy trì cái khối lượng giao dịch trong mỗi tuần nè. Và cái khối lượng giao dịch này nó cũng sẽ tương ứng với các cấp độ VIP khác nhau. Cấp độ VIP càng cao thì các bạn cần phải duy trì cái khối lượng giao dịch càng cao. Đấy, ở trong cái bảng này nó cũng sẽ có là cấp độ VIP 2 nè, thì chúng ta sẽ cần phải duy trì khối lượng giao dịch là 100 đô. Rồi VIP 5 sẽ là 500, rồi VIP 7, VIP 10 sẽ là 2.000 cho đến là 10.000 đô. Đấy, và cái khối lượng này các bạn cần phải duy trì trong một tuần nha. Rồi và lưu ý cuối cùng đó là vào mỗi thứ 6 hàng tuần thì hệ thống của sàn Gate nó sẽ kiểm tra cấp độ VIP của các bạn. Nếu mà các bạn không chay đủ cái volume giao dịch tối thiểu như ở trong cái bảng này thì nó sẽ loại bỏ cái cấp độ VIP của các bạn và cấp độ VIP này nó sẽ trở về mốc ban đầu. Nếu các bạn không có cấp độ VIP thì nó sẽ trở về cấp độ 0 nha. Đó, thì đó là những cái mà các bạn cần lưu ý trong cái sự kiện này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần quyền lợi các bạn sẽ nhận được khi mà có các cấp độ VIP. Ở đây thì khi chúng ta tham gia thành công thì các bạn sẽ nhận được cái cấp độ VIP này và trải nghiệm nó trong vòng 1 tháng để tính từ cái thời điểm mà các bạn nâng cấp. Rồi về phần ưu đãi thì chúng ta sẽ được giảm phí giao dịch nè, sẽ được tham gia sự kiện Get Startup. Và để các bạn nào chưa biết về sự kiện Startup của sàn Get thì đây sẽ là một sự kiện cũng tương tự như các sự kiện Launchpad ở trên các sàn giao dịch. Tại đây thì các bạn có thể mua được những token của những dự án sắp list ở trên sàn Get với giá IDO. Và ngoài ra thì các bạn còn có thể trúng được airdrop của các cái dự án này, hoặc là các bạn có thể mua được những cái đồng token này với giá là 0 đồng luôn nha. Và ở trên kênh CCA cũng đã có làm một video rất là chi tiết hướng dẫn các bạn có thể tham gia được cái sự kiện Startup này. Vì vậy nên là sự kiện Startup này sẽ là một sự kiện rất là ngon, nên là với cái cấp độ VIP càng cao thì chúng ta có thể nhận được các cái đặc quyền càng nhiều ở trong sự kiện này. Như là chúng ta có thể tham gia được chương trình airdrop nè, rồi nhận được token miễn phí, hoặc là chúng ta có thể mua được allocation, được những cái vé mua IDO ở trong những cái dự án sắp ra mắt trong sự kiện Startup. Rồi còn về cái ưu đãi về phí giao dịch thì ở đây nó cũng sẽ cho chúng ta thấy về cái ưu đãi này, đó là các bạn nhấn vào cái chữ đây nè. Ở đây nó sẽ có một cái đường link để dẫn chúng ta tới cái phần phí giao dịch. Với phí giao dịch này thì nó cũng sẽ tương ứng với các cấp độ VIP khác nhau nè. VIP càng cao thì chúng ta sẽ được ưu đãi càng nhiều. Ở đây sẽ có là giao dịch giao ngay nè, rồi giao dịch future nè, rồi vay ký quỹ hay là nạp rút tiền. Đấy, thì nó cũng sẽ tương ứng với các cấp độ VIP khác nhau. Rồi ok, và chốt lại, nếu các bạn tham gia sự kiện này thì chúng ta cần phải lưu ý một số thứ, đó là thời gian diễn ra sự kiện nè, rồi các cái mốc nạp tiền để nhận được các cấp độ VIP khi các bạn nạp tiền vào nè, rồi cái phần điền form chúng ta cần phải điền đầy đủ cái form này, và cuối cùng đó là cái khối lượng giao dịch duy trì cấp độ VIP ở mỗi tuần, tương ứng với các cấp độ VIP càng cao thì chúng ta sẽ cần cái khối lượng giao dịch càng cao nè. Đấy, ok, thì đó là tất cả những gì về sự kiện VIP Glory, một sự kiện có thể nói là chưa từng có tại Việt Nam ở trên sàn Get.io. Video của mình xin kết thúc tại đây. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.